Chúng ta của 8 năm sau xếp Giang đến nhà nấu ăn cho Nguyệt. Chuẩn bị bước lên xe cùng Lan Nhi đi về thì bất chợt xếp Giang thấy Ai Như Bé Cam đang đứng trước cổng trường. Giang quay lại tiến đến trước mặt. Bé Cam, mẹ Nguyệt đâu rồi con? Cam quay mặt lại nhìn bác Giang, mặt buồn rười rượi. Hôm nay mẹ bảo có việc đến muộn, bảo con chờ ở đây à? Giang cúi người xuống ôm bé Cam nhìn thẳng vào mắt. Sao con buồn vậy? Có chuyện gì đúng không nào? Dạ, hôm nay mẹ con bảo sẽ ra tòa ly hôn với bố Tùng. Từ nay con sẽ không được ngủ cùng bố và mẹ lần nào nữa. Cam thút thít khóc. Thật sao? Có chuyện này sao? Dạ, bác Giang ơi, ly hôn là gì mà cháu thấy mẹ cháu rất buồn và khóc suốt thế ạ? Giang hơi bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của bé Cam. Thì ly hôn là giữa hai người sẽ không sống cùng nhau nữa, lớn lên cháu sẽ hiểu. Nào, giờ có muốn bác trở về nhà không nào? Dạ có, nhưng cháu sợ mẹ cháu đến đón mà không gặp cháu ạ. Không sao, bác sẽ nhắn cho mẹ cháu. Bé Cam lẽo đẽo leo lên xe bác Giang trở về nhà. Căn phòng đầy thinh lặng, chắc có lẽ mẹ sẽ về muộn. Giờ Lan Nhi đưa bé Cam vào phòng chơi, bố sẽ nấu ăn chiêu đãi hai đứa một hôm. Thật ý ạ, bố tự tay nấu ăn ạ? Lan Nhi hỏi đầy mỉa mai và cười cợt. Thật chứ, con không biết bố từng là đầu bếp à? Vừa dọn mâm cơm lên bàn xong thì tiếng lạch cạch vang lên. À, mẹ Nguyệt đã về. Bé Cam chạy ra ôm lấy mẹ Nguyệt. Nguyệt cúi xuống ôm Cam vào lòng, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Không có bố Tùng thì chúng ta vẫn còn bác Giang. Bác Giang nấu cơm cho mẹ rồi đấy. Mẹ vào ăn đi kẻo đói. Nguyệt giật mình đứng dậy. Giang đã đứng trước mặt khiến cho cô bối rối. Cô về rồi đấy hả? Vào rửa mặt đi rồi còn ăn cơm nào. Nguyệt bối rối không biết nói sao, chỉ đi vào phòng. Rồi đoạn cả bốn người đã ngồi vào mâm cơm. Nguyệt khá thẹn thùng như chính mình là khách vậy. Lâu lắm rồi tôi không vào bếp. Cô giáo ăn không vừa miệng thì cũng chịu khó nhé. Nguyệt nhìn Giang hơi ngượng ngùng. Cảm ơn anh, hôm nay đã đưa bé Cam về giúp tôi. Giang cười đầy ấm áp. Có gì đâu mà phải cảm ơn cơ chứ. Trước giờ cô cũng đón Lan Nhi về suốt. Thế chẳng nhẽ ngày nào tôi cũng phải đến để cảm ơn cô à? Nguyệt cũng khẽ gượng cười, đôi mắt vẫn mang một nỗi buồn miên man. Cô ổn chứ? Giang nhìn vào ánh mắt Nguyệt, đoạn gấp cho Nguyệt một món thịt ngọt bỏ vào bát. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, quan trọng là cô phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm bé Cam nữa. Tuy rằng vừa đau đớn vì phải chia ly Tùng, những sự quan tâm ân cần của sếp Giang đã phần nào làm vơi bớt đi nỗi đau đớn trong vết thương lòng của cô.